đám cưới độc nhất tại Nghệ An, chú rể là cơ trưởng, cô dâu làm DJ. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Đám cưới luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người. Trong ngày quan trọng này, mỗi cặp đôi sẽ có cách thức độc đáo riêng để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Mới đây, một video ghi lại cảnh đám cưới tại Nghệ An đã nhanh chóng thu hút và gây bão cộng đồng mạng. Trong đoạn clip, chú rể kiêm cả vai trò cơ trưởng, còn cô dâu lại chính là DJ, khuấy động không khí buổi tiệc của mình. Khoảnh khắc cô dâu đứng chỉnh âm thanh trên bàn DJ, chú rể quẩy cực sung đã khiến bầu không khí trở nên sôi động nhưng cũng hết sức gần gũi. Có thể thấy tất cả mọi người trong đám cưới đều cảm thấy vui vẻ với màn trình diễn có 102 của cặp đôi. Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, mang về lượt xem khủng lên tới gần 5 triệu cùng hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người đã nhanh chóng gửi lời chúc tới cặp đôi thú vị này. Thậm chí sau khi xem hình ảnh cô dâu đánh DJ, netizen đã nhanh chóng gọi tên cặp đôi DJ Mie, ca sĩ Hồng Thanh. Cũng bớt đi một khoản tiền từ MC và mướn DJ bên ngoài chứ sao, như này khuấy động không khí hơn. Gia đình này lúc nào cũng vui vẻ vì họ có điểm chung và họ có sở thích giống nhau. Hiếm khi có gia đình thế này ạ, chúc hai bạn hạnh phúc. Cả đời này có mấy ngày vui thế này thôi nên cứ tranh thủ, chúc mừng hạnh phúc cặp đôi nhé. Đám cưới của cặp đôi vợ chồng DJ, chồng cơ trưởng có thể coi là có 102. Bạn nghĩ sao về đám cưới này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức thú vị xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.